đây tôi muốn chia sẻ những đàn video cho các bạn biết nhé. Làm cái YouTube này thật là không đơn giản chút nào. Tôi phải nhấn nhì được, tôi phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn thống dỗ, mà cuối cùng tôi đã vượt qua một phần nào đó thôi. Tôi kính mong các bạn và quý vị và các bạn xem đoạn video của tôi chia sẻ thế này. Xin các bạn đừng nói bừa bãi và đừng chửi lung tung ổ dối cho tôi. Mặc dù có ghét tôi đến mấy nhưng mà cũng không được bình luận ở dưới nói xấu hoặc chửi bới tôi như vậy. Tôi tiền tôi chưa được đồng nào, tôi tình nguyện tôi tự làm, tôi chưa làm sai một điều gì cả. Tôi rất kính mong tất cả các bạn mà hãy hiểu cho tôi, bất cứ ai dùng máy cũng làm được, không ai cấm cả. Mặc dù mình không làm được đi nữa, mình cũng không nói người ta. Đối với tôi thì tôi cũng nhấn nhì được tất cả, chỉ cần tôi không làm sai là được rồi. Nhất chất tôi đã đi quay những rất nhiều cảnh, ví dụ như cụ già gặp khó khăn những gì đó, tôi phải vào, tôi muốn làm từ thiện công việc giúp tí người già. Nhưng mà có nhiều lý do vì tôi có thể thay đổi, bây giờ tôi không đi nữa. Tôi có thể đi quay những cảnh thiên nhiên mà tự có thôi. Nếu mà các bạn xem đàn video mà tôi quay các cụ vi phạm ở chỗ nào, các bạn hãy nói cho tôi biết. Tôi, nếu mà tôi ăn nói có sai ở đâu, các bạn có thể chửi vào mặt tôi nhé. Tôi, ngược lại tôi còn rất cảm ơn các bạn và đã dạy cho tôi khôn lớn, đã dạy cho tôi hiểu. Nếu mà không có ai nói tôi, chửi bới tôi, chưa chắc mà tôi đã làm được, chưa chắc mà tôi đã đứng được lên. Nhũng, các bạn nên lên nhũ rằng mình chửi người ta, sỉ nhục người ta cũng chính là sỉ nhục chính bản thân mình. Đừng có bao giờ coi thường người khác. Chúc mắt mình nhìn thấy người đó không làm được một cái gì hết, mình cảm thấy mình làm được, thì mình có tất cả, mình cũng không được coi thường. Biết đâu sau này mình sẽ gặp những hoàn cảnh như vậy, thì ai sẽ giúp mình đây? Đối với tôi thì tôi rất dễ tin, rất dễ bỏ qua cho các bạn. Tôi đã lên YouTube này không biết bao lâu, tôi đã tập làm mà được 2 năm trời. Tôi phải kiềm nén trong lòng không biết bao nhiêu mà người ta đã nói tôi có thể giải thoát ra ngoài, từ đúng, từ tìm cách mà thoát ra. Bây giờ tôi muốn thật sự cảm ơn các bạn và các bác đã luôn ủng hộ tôi. Mặc dù tôi vẫn chỉ là một nữ nhi người da thanh y thôi, tôi không thể làm được cái gì hết, mà tôi vẫn có thể cố gắng, mà những phong cách của tôi sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Tôi làm video, tôi không thể cướp của ai, mà người khác cũng không thể xúc phạm tôi được. Tôi chia sẻ những mấy đàn video này, nhưng mà trăm người cũng có trăm người không thích, trăm người cũng có trăm người thích, mà không phải ai cũng theo ý ai được. Tôi chỉ làm là theo ý của tôi. Tiền thể hôm nay tôi sẽ nói hết cho các bạn biết. Người giao chúng ta rất ít. Nếu mà tôi cũng mong được tất cả, mà ai lên được canh thì cũng đúng lên thôi, đừng có mập cực ngá một lần nào nữa. Rồi mình có thể bốc lên từng tí một. Cây, mặc dù cái cây có cao đến mấy, mình cũng có thể trèo lên mà.
Và sau đây các bạn nếu mà đến thăm tôi, các bạn hãy ủng hộ một câu nói thật hay vào: bạn thân yêu quý của tôi ơi, hãy sang nhà mình chơi nhé. Rồi mình cảm thấy rất vui, rất là hạnh phúc. Đối với tôi đi thăm các bạn cũng như vậy. Tôi cảm thấy rất vui đã được làm quen trong tất cả ở trong YouTube các bạn ở trong kênh. Đó là một người giao chúng tôi. Tôi chẳng khác gì là một người nữ giao thanh y 9 chiều ngoài. Tôi rất mạnh mẽ. Trước đây tôi đã từng trượt ngã rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn có thể thủ đống dậy, thủ đống lên. Những câu đó, mình đống dậy, đống lên, làm mình có thể sẽ vượt qua được tất cả sóng gió các bạn ạ. Mặc dù các bạn nên gặp khó khăn ở đâu đi nữa, các bạn cũng đừng bỏ cuộc, chỉ là một khó khăn nhỏ nhoi, hãy cố gắng mà vượt qua. Cái tiền bạc ấy mất đi thì mình không buồn, tiền bạc mất đi mình chỉ buồn một thời gian. Người xưa nói tiền mất thì buồn vài tháng vài ngày, người yêu mất thì buồn thì là vài năm lại qua đi, giống như sóng gió nước xuôi vậy. Còn nếu mà bạn đời của mình, người thân yêu nhất của mình mà mất đi sẽ là vĩnh viễn mãi rồi. Đó là cái gì duy nhất của mình? Đó là người thân trong gia đình, cha mẹ hoặc người bên cạnh mình. Đó là mối quan trọng. Cái tiền bạc lúc nào mình làm cũng về. Cái tiền bạc ấy mình mất đi mình có thể làm lại. Cái nhà cũ mình chưa có nhà ở, mình có thể vài năm mình sẽ có nhà mới. Cái đấy là mình không lo. Mình nợ tiền, mình cũng không lo gì cả. Mình nợ tiền, mình nợ càng nhiều thì mình càng đầu tư nhiều. Con người sống luôn luôn nhắc gan thì sẽ không đúng được nổi đâu. Các bạn nên nhớ, đừng bao giờ coi thường những người khác, những người đang yếu đuối. Quan trọng nhất là trong lúc người ta yếu đuối, mình phải ăn ủi và nói cho hay. Chỉ cần một câu, họ có thể vượt qua tất cả. Mình đừng nên đổ dầu vào lửa. Đồng tiền nhỏ mà làm tiền to có thể rất khó, sẽ có thể mà tan vỡ tất cả. Sau đây tôi sẽ nói hết cho các bạn biết những người phụ nữ mà ít khi hiểu, và những người đàn ông thành đạt rồi phụ nữ mới tin tưởng. Ai cũng vậy, nếu mà những người phụ nữ ấy mạnh mẽ quá sẽ bị người ta không thích, người ta cũng có thể coi thường, nhưng mà coi thường phải một cách chính đáng. Phụ nữ sau khi thành đạt sẽ không ai dám chỉ nhục. Phụ nữ thông minh, phụ nữ biết ăn biết nói, có văn hóa, mà là phụ nữ đó sẽ không bao giờ đi ngoài tình. Mặc dù người ta cảm thấy giống như cái gai ở trong chốc mắt vậy, nhưng người ta sẽ không bao giờ hiểu được phụ nữ đó đang tìm hiểu cái gì đó. Mà nói với người phụ nữ đó thông minh giống như một gánh nặng đi chiến trường chiến tranh trong đất nước vậy, có thể rất khó khăn với cô ấy mà cô ấy không bao giờ nói ra. Cô ấy không bao giờ mà nói là lăn nhăn với người khác, đàn ông kê, đàn ông này. Chủ yếu là tập trung làm việc, nói một là một, đi là đi, làm là làm. Những người phụ nữ thông minh thường như vậy thì không bao giờ và tán xét những một đàn ông ai đâu đó cả, làm việc đâu vào đấy. Nhưng mà rất ít có khi người nhận được ra người khác nói cái nọ cái kê, nhưng mà chỉ có bản thân phụ nữ ấy hiểu ra là chính.
đối với các bạn sẽ hiểu được ra tôi nói. Đối với tôi thì trải qua sóng gió nhiều, tôi có thể hiểu nhiều. Mà mặc thường người ta nói gì sau lưng tôi có thể coi như không biết, bỏ qua tất cả. Tôi vẫn bắt tay vui vẻ, ủng hộ Lâm. Tôi sẽ không hận ai cả. Người đó mặc dù không thích tôi vẫn đón nhận tình cảm rất vui vẻ. Những câu đó mà người ta lên nói, nếu mà mình hận thù mãi, trong lòng mình sẽ rất khó. Thật ra tôi làm video này, tôi làm YouTube này không đơn giản, mà trong tôi già đi rất là nhanh. Tiền bạc thì không có, tiền lương thì không có, mà mỗi buổi tối tôi phải làm việc trong đêm, không được ngủ, không nói chuyện với ai. Bất cứ ai nhắn tin mà tôi không thể trả lời, tôi chỉ nói tôi đang bận thôi. Những công việc tôi chỉ biết làm công việc của tôi chứ, còn tôi thì không thích dính dáng với bất cứ ai, trừ phi những người đàn ông mà đã có gia đình, có vợ con rồi phải tự tập lo cho mình chứ. Tôi đúng nửa đêm canh ba, tôi rất ghét. Tôi có một quy định thì trong lúc 9 giờ thì không được gọi điện cho tôi. Tôi lại có một quy định như vậy, trừ phi có người gấp việc và công việc thì làm việc tôi mới nói chuyện trả lời cho họ. Những một gia đình rất là quan trọng. Nếu mà mình nghe một cuộc điện thoại thôi, những người thân hoặc bên cạnh mình sẽ hiểu lầm. Đó là một công việc rất lớn với gia đình người ta mà sẽ phá vỡ gia đình người ta. Mình sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Mình sống phải biết điều, đừng có mà lơn lơn mà làm người khác chỉ nhượng với vợ chồng. Tôi sống, tôi không bao giờ làm sai trái với ai, mà trừ phi người khác nói tôi thì tôi không thèm trả lời, thế là xong. Những người lăn nhăn thì những người thì cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà không chắc được. Người lăn nhăn chỉ là kiếp trước con người đó có nợ không trả được hết thôi. Mình trả nợ phải đếm trả nợ. Ví dụ như mình vợ chồng rồi mình sang với người này, kiếp trước chẳng qua những người không trả nợ được hết, kiếp sau gặp phải đi trả nợ hết. Có nghĩa là đi ngoài tình, đi yêu người khác. Có nghĩa là không bao lâu chia tay lại về mỗi người một nơi. Có nghĩa là chúng ta trả nợ xong rồi sẽ về mỗi người một nơi. Đó là một câu chuyện như vậy. Đấy là câu chuyện đến đâu hay đến đó. Đó là số quần cả sắp đặt cho mình. Mình cũng chẳng trách móc làm gì. Nhưng mà đối với tôi, mặc kệ kiếp trước kiếp sau là gì, tôi chỉ biết bản thân tôi. Tôi là lo công việc của tôi. Miễn là tôi không lo những công việc lăn nhăn với người đàn ông khác là được rồi. Đoạn video này tôi muốn nói hết cho tất cả các chàng trai trẻ, nam nữ mà hiểu, nam nữ phải biết. Chúng ta phải biết kính trọng. Mà duy nhất là cái gia đình mình rất là quan trọng. Cái gia đình mình, sau khi mình ốm, chỉ có gia đình mình lo. Chứ người khác nói ngon nói ngọt, mình về nhà đâu có phải người khác lo cho mình. Mặc dù vừa có xấu xí, giờ mình đi ra ngoài thấy vừa đẹp, người khác đẹp, mình rất yêu, rất tâm lên. Chỉ là ngoài thôi, bên ngoài thôi, đâu có phải cho mình. Chính gốc con người xấu xí mới thuộc về mình. Các bạn nên hiểu như vậy. Các đàn ông ấy phải giữ về chăm lo cho gia đình tốt hơn nhé.